Congratulations. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the opening ceremony of the Hiếu Nhật năm gần đây. Hội chợ du lịch quốc tế thành phố Hồ Chí Minh là một sự kiện thực sự trở thành Thái Lan cùng các bạn bè quốc tế hội tụ về thành phố Hồ Chí Minh để gặp gỡ, trao đổi với các quốc tế. To the International Travel Expo next year to attract the participation of. Về phía lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, xin được trân trọng giới thiệu ông Hoàng Tuấn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Và chúng tôi cũng xin mời Dân chủ Nhân dân Lào, Mr. Bhumibol Mongkala, Minister of Culture, Information and Tourism, the People's Members of the People's Committee of Ho Chi Minh City. Southwest Steering Committee, the head of Vietnam National Administration's chairperson of the Municipal People's Committee, directors of departments of culture, sport and tourism từ 31 quốc gia cùng với 250 doanh nghiệp du lịch từ các quốc gia tham gia giới thiệu tại hội chợ du lịch quốc tế thành phố Hồ Chí Minh. Và giờ đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Hoàng Định, nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam sẽ lên phát biểu. Bộ trưởng Bộ Du lịch và Khách sạn nước Cộng hòa Liên bang Myanmar, chúng tôi nhiệt liệt chào mừng đồng chí Lê Hồng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo, ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, các tỉnh thành ngày càng khẳng định vai trò, vị trí là một trong những sự kiện du lịch quốc tế hàng đầu được tổ chức tại Việt Nam, nhằm phát huy những kết quả tích cực đó, góp phần đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến hình ảnh du lịch Việt Nam, tiếp tục tăng cường hợp tác du lịch giữa các quốc gia. 2011 là tăng cường hợp tác phát triển du lịch của 4 quốc gia Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam, khai thác tiềm năng phát triển các thế mạnh sản phẩm du lịch của mỗi nước tiểu vùng sông Mekong, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp du lịch có điều kiện tiếp cận trao đổi hợp tác kinh doanh với các đối tác từ các thị trường, các trọng điểm và tiềm năng của khu vực. Bên cạnh các hoạt động thường niên như hội chợ triển lãm, chương trình người mua, nét nổi bật của sự kiện này là hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch quốc tế 4 nước
Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam vừa diễn ra sáng nay nhằm thu hút đầu tư nước ngoài và lĩnh vực du lịch bốn nước nói trên nói riêng và khu vực ASEAN nói chung. Trong khuôn khổ hội chợ giải thưởng du lịch nhằm tôn vinh các doanh nghiệp du lịch cung cấp các dịch vụ chất lượng cao, góp phần xây dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh và đóng góp cho việc xây dựng thương hiệu du lịch các nước thành viên. Thay mặt nước chủ nhà, tôi bày tỏ lòng cảm ơn và đánh giá cao sự tham gia của đoàn đại biểu Campuchia do ngài Thông Khon, Bộ trưởng Du lịch Vương quốc Campuchia dẫn đầu, đoàn đại biểu Lào do ngài Hoa Sen Kham Phondala, Bộ trưởng Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đoàn đại biểu Myanmar do ngài Khun Thin Sam, Bộ trưởng Bộ Du lịch và Khách sạn nước Cộng hòa Myanmar dẫn đầu. Tôi trân trọng cảm ơn sự tham gia của gần 200 đại biểu là đại diện các hãng lữ hành quốc tế, các cơ quan báo chí quốc tế và các thị trường trọng điểm. Ban chỉ đạo, ban tổ chức ghi nhận sự tham gia tích cực của hàng trăm doanh nghiệp du lịch có gian hàng tại hội chợ và sự có mặt của đại diện các ban bộ ngành, các tỉnh thành trong cả nước, các cơ quan báo chí, truyền thông, các nhà tài trợ. Tôi thay mặt Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch của Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam chân thành cảm ơn đồng chí chủ đề cao trách nhiệm, nâng cao tính chủ động sáng tạo từ du lịch quốc tế, hợp tác về sự phát triển du lịch của mỗi nước và của khu vực, góp phần củng cố tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác truyền thống, đảm bảo an ninh quốc phòng, ổn định chính trị trong khu vực. Và với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc hội chợ du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2011. Kính chúc quý vị đại biểu sức khỏe và thành công. Tất cả cảm ơn. Và đây, bạn bè quốc tế.
of the Universal Leaders of Ho Chi Minh City to give out flowers for four country leaders from four countries. Now we're toasting for the celebrations of today's four English countries.